Bài kệ Như Lai ngộ thiền ở cõi trời đâu xuất, trình Phật nhiên đăng. Tánh Phật đã sẵn ngàn xưa, vì con ngu muội cứ ưa luân hồi. Bao năm tìm kiếm cả đời, không sao tìm được luân hồi kéo đi. Nhiên đăng không dạy thứ gì, chỉ dạy thanh tịnh hết đi luân hồi. Đầu tiên con dụng công ngồi, vào trời thanh tịnh ngàn đời ngồi yên. Ở trong thanh tịnh lâu điên, khi được hết nghiệp con liền trở ra. Tiếp tục sống cõi ta bà, mơ tưởng cảnh đẹp để ra luân hồi. Phước thiện làm đủ cách rồi, được vào cảnh giới ôi thôi thiên hình. Vào đây cảnh sắc tuyệt sinh, không sao kể hết tự mình biết thôi. Vào đây ở mãi hết đời, 10.000 năm hết để rồi nghỉ suy. Trở về trần thế để đi, đi vào dục giới ở thì ngàn năm. Sống hết tuổi thọ âm thầm, trở lại nhân thế làm thần kiếm ăn. 500 năm ngồi mà ăn, lại bịa hù dọ kiếm ăn người khờ. Hết đời trở lại trần nhơ, chém giết thiên hạ xa cơ ngục hình. Ngục hình là trị tội mình, để trả hết tội thì mình mới ra. Con trở lại sống ta bà, không dám thố lộ thiết tha than rằng. Chẳng lẽ ở mãi đây chăng, vừa than mấy tiếng mắt hằng thiếp đi. Nhiên năng Phật dạy con thì, muốn hết sinh tử phải hằng thiện tâm. Làm phước thiện phải âm thầm, không được thố lộ người trần biết nghe. Một mực thanh tịnh mà nghe, nghe lời Phật dạy nghe nơi xuất trời. Khi nghe lời dạy ở trời đâu xuất biết rồi tử sanh. Chợt ngộ con hết tử sanh, trở lại trần thế được sanh vương hoàng. Hoàng cung sống được cao sang, nhiệm vụ con phải độ ngàn chúng sanh. Trên 30 phải tu hành, ra ngoài nhân thế dụng công tu thiền. Ban đầu dụng công tu thiền, ép cho thân thể đi xiên ốm gầy. Kế tiếp ngồi dưới gốc cây, lý luận làm thầy dạy đạo người nghe. Người nghe họ lại đi khoe, cồ đàm thầy giỏi, nói nghe tuyệt trần. Nhiều người thích đến lại gần, con dạy người trần tuyệt ý thế gian. Thế gian là chỗ buộc ràng, ai muốn an nghỉ niết bàn lại đây. Lại đây con dạy như vậy, muốn có linh nghiệm thầy liền dạy cho. Dạy cho thần chú tự do, mặc tình biến đổi vật to trước mình. Thiền mật hết sức quyền linh, dài câu thần chú tuyệt linh vô cùng. Nhân thế lại thích lạ lùng, do vậy đến học ung dung kiếm tiền. Sau cùng con dạy bình yên, là thiền thanh tịnh hết liền tử sanh. Người nghe nói đến thiền thanh, liền bỏ đi hết xung quanh ít người. Thì ra người thế thích vui, thích cầu và lại để người ngợi khen. Thích làm kẻ ngốc người hèn, làm con thượng đế để ngài ban ân. Giờ đây con biết người trần sử dụng cái tưởng dương trần họ ham. Do vậy sáng tối cứ làm, cho thân mệt mỏi trí phàm mới yên. Tu thiền thanh tịnh bảo điên, nhiều người bảo thế con khuyên thế nào. Thôi thì dương thế đi vào, khi nào họ chán con mau dạy thiền. Phần này con xin trình riêng, Nhiên Đăng Đức Phật ngài liền chứng con. Đâu xuất con đã hiểu tròn, luân hồi sinh tử lòng con quyết gìn. Cảm ơn Đức Phật quyền linh, xin lại ba lại con trình lời con. Con nay nhất quyết lòng son, phổ đi thiền học để còn hậu lai.
Đức Phật Nhiên Đăng nghe xong Như Lai trình bày bài kệ 88 câu, Ngài đã biết Như Lai đã đạt được bí mật thanh tịnh thiền, nên thọ ký cho Như Lai sau này được thành Phật hiệu là Thích Ca Văn tại cõi Nam Diêm Phù Đề.